Rồi, em đi cá chào anh em nha. Sáng nay thì em lên cái lô máy tỉa hàng rào. Cái tỉa hàng rào này, video này chỉ có cái loại này thôi anh em ơi. Nói chung là số lượng thì nó rất là nhiều. Đây và thân máy và cái vỏ bin. Hàng Kyurit 36W. Kyurit 36W. Đấy, thân máy và vỏ bin anh em nha. Đây vỏ bin của nó đây. Vỏ bình của nó hơi kỳ kỳ, lát em sẽ quay sau. Đây. Rồi cái này thì nói chung là bây giờ là giá em giới thiệu luôn là 400k một con, một thân máy và một cái vỏ bình. Hàng mới coi như là chưa xài luôn em ha. Nói chung là vận chuyển giờ nó chạy chạy như thế này nè, đó. Con này thì cũng ok nè, nó chạy chạy á, va chạm nhau nó chạy thôi. Hàng mới chưa xài luôn nhưng mà cái vỏ bình của nó ở đây. 36V. Công tắc đồ y như máy xăng á. Kiểu như máy xăng á, nó làm kiểu này y như máy xăng đó. Rất là gù gời. Làm còn mới, mới chóc luôn. Rất là gù gời anh em ha. Nói chung là hàng Kyurit bơi HT 7400. Đây là thân máy. Đó là một thân máy, còn đây là vỏ bình của nó đây anh em nha. Đây, đây là vỏ bình của nó, nhét vô đây. Nhét vô em. Đó, nhét vô đây. Còn cái này em không thấy cái đường sạc nó vô chỗ nào hết. Chả, em cũng chả hiểu là nó nguyên lý nó như thế nào luôn. Đấy, 36V nè. Anh em thấy không? Rồi, nhét vô lại. Từ bên đây nhét qua. Là đúng một bộ của nó luôn nè. Từ từ từ. Phải, đây, đó. Không phải lật lại. Đó. Đó, nhét vô á là nó nằm đúng ngay cái học của nó luôn, là như thế này. Rồi cái cọng dây nó tự sạc cho nhau luôn, hay là coi như nó như thế nào, hay là nó còn một cái nào nữa bị thiếu một món nào nữa, mà là lần đầu tiên coi như là mới thấy cục sạc vỏ bin như kiểu này luôn. Rồi tháo đây, đây công tắc pin của nó, đây hết pin rồi anh em ha. Nói chung là trong này không có pin chứ không phải là hết pin, nó không có pin. Đấy, tôi giới thiệu kỹ tại cái video này nó có một cái loại này thôi. Rút ra một phát. Vỏ bên này chân cẳng này có đầy đủ hết. Đây em tháo ra đây, em tháo ra cái này là móc ốc của nó đây. Đó. Cái vỏ bên nó như thế này thôi anh em nè, nó lại không có bên, không có cái gì trong ở trong hết. Đó. Nó chỉ có một cái đường điện vô đây, một cái đường điện vô. Và cái đây là hai cục này bỏ ra. Cái cục này là cục này rồi, đó, cái vỏ bên là cục này rồi. Còn cái cục này á thì em tháo ra thì nó cũng chỉ có như đây thôi. Đấy, lắp lại nè. Lộn đầu. Đó, ốp lại thì nó cũng như đây. Đây là cái đồ tháo, còn đây là cái đó, nó nhét vô thế này luôn anh em nha. À, đúng đúng bộ luôn. Đó. Nó vậy luôn. Rồi nó sạc vô cái đường nào em cũng không biết luôn. Rồi cái này coi như là không có đường vô được đợi mà sạc luôn. Đây là chỉ có mấy con ốc thôi. Lẽ nào nó tự sạc cho nhau. Mà pin này ở trong thì tháo ra thì lại không có. Đấy, cái này thì nó thật sự là này thân máy lại cái vỏ pin. Anh em bỏ cái này ra, dời độ đóng pin vô trong, sạc Li-ion, quên sạc adapter 220. Này nó có vỏ pin thôi. Đó. Cái vỏ thôi, không có cái gì, không có pin gì trong. Đó. Nó như cái này. Sạc như nhau luôn. Rồi, nói chung là cái này là cái số lượng thì em thì rất nhiều. Đây thì nó chỉ có một bao thôi anh em nha. Nhưng mà còn trong nhà em còn một bao nữa. Hai bao. Một con này nó nặng cả cục sạc luôn, nặng hơn 4kg, gần 4,5kg anh em ha. Nói chung là làm hình thức thì còn rất là ok, rất mới luôn. Đây anh em ủng hộ được con nào anh em ủng hộ ha. Nói chung là giờ đóng pin lại anh em ha. Này, đó, em tháo ra cho anh em xem luôn. Tại em thấy cục sạc này, cái cục sạc này nó kỳ kỳ nên coi như là em mới tháo ra coi thử nó có cái gì trong đó. Chả có cái gì luôn, chỉ có một cái đường điện thôi. Đấy.
Rồi cái này là không có số anh em nha, 400k bao ship cho anh em về anh em đổ chơi anh em ha. Đó. Hàng coi như nó hàng mới coi như kiểu 95% chưa xài luôn á. Mà giáo binh nó là không có. Đấy, nguyên bao đây. Có đồ kẹp luôn. Đồ này là đồ kẹp lưỡi. Có đồ kẹp lưỡi luôn, có cái không. Đấy. Đúng bộ. Làm dài 1 2 3 gang. Làm nó dài 3 gang. Đấy. Rồi, anh em ủng hộ được con nào gọi alo trực tiếp em, nói chung là loại này không có số anh em nha, tại số lượng rất nhiều, con nào cũng như con nấy luôn. Là cứ một cái thân máy là một cái cục một cái bộ sạc. Sạc như màu đen đây. Nằm bao la bắt ngát đây. Đấy. Rồi. Cái video này có gì em quay có một món này thôi anh em ha. Nói chung là anh em ủng hộ em cảm ơn ha. Rồi. Em xin kết thúc video ở đây nha.